Coi, nhưng mà phải là khác nha. Có cái nút để quát mỗi tụi bộ stream mà. Có nhưng mà có cái gọi là watch multiple mà. Tại nào nó muốn xem hai màn hình luôn cơ. Xem hai người luôn á. À. Cùng lúc luôn. Con nó mất chất. But this time để em đâu rồi ta, để gắn thêm màn hình thứ hai vô. Có lag không để tôi biết được anh tắt. Thấy bình thường, có ai vô thì bình thường. Memory 50 chắc không lắc lắm. Có ai vô bình thường luôn. Ừ, CPU lâu lâu nhảy lên 100. À, mình sợ cái CPU mình nó spy lên 100 cái mình đứng màn hình nghe con quái vô nó chọn mình thôi. Thấy mình chơi Blazing Soul số ngày nhảy lên 100 nên thấy khá bình thường. Chết mẹ rồi à, xuống đây. Bây giờ mới phát hiện ra hàng chí nó đi ra đằng Salvation nhiều hơn cả Thanh nữa, tay to có khác. Dạ, thằng chí hồi năm ngoái có ai chơi chung nữa. Mỗi tuần kiếm như bồi mẹ. Thế là còn đi đến chí. Mình không ai chơi chung, mình giấu đi luôn. Ôi, mình đã đi cơ. Hồi đó, hồi nào hồi năm ngoái em cũng gán chai ho lắm kì, khổ lắm. Buồn ta. Hồi đó ước. Hồi đó ước gì anh Thanh cũng biết cái FFG. Đi làm, đi làm cho mình cao tờ 2 với mấy ông Ấn Độ mà ngồi giãn với mấy ổng cái cách di chuyển sợ dễ sợ. Ôi có cái mũ này nè, được thêm một mod Enhanced Defender mọi người. Quý vị vô chưa mấy bạn, vô nhá. Vô đi có làm gì đâu. Ủa? Cái Enhanced Relay Defender nó có một cái, có dù có thêm một cái mới đấy à, mới nghe quý vị rồi. Đâu ý. Rồi thì thêm một cái mảnh nữa. Nó có thêm một mảnh nữa gắn. Ồ. Bốn mảnh đi căng đam cho mọi người. Chắc lẽ đây hay. Nó bắn. Cảm ơn. Nhìn thôi nào. Biết gì không? Chơi kiểu gì mà phải để cho thằng Thanh phải cắt cả cái super đồ quạt cái đống này là mới có vấn đề đấy không? Đây, tại nó nhìn thằng Thanh á, Thanh vô bắn không được. Sao linh tính, sao linh tính. Tính. Tính, sao linh tính. Tính ai? Không để thôi. Ừ, quá cơ. Hết rồi, tính đi xong. Chỉ có 3 vị trí cố định thôi tính ơi. Tiến biết không? Thấy hóa rồi. Nghe không? Mặc dù là biết tiếng có rồi, nhưng mà nếu ví dụ mà tiếng không có hứng tiếng đi nữa, tiếng nói tiếng. Hiểu không? Giờ hỏi thằng hứa không cấu. Bây giờ hỏi nào, bây giờ có ghét tôi với Bi không? Rồi nào, đây bạn. Mới quá được đâu mà. Biết. Nè, chịu. Hồi nãy là ai văn nhà Bi với ai nhỉ? Bi với cầm MT. MT ờ, vẫn vẫn đúng kết quả thành công nhất. Để nó mới vui nha. Vấn đề là hy sinh gì tiêu cũng đó. Chưa thấy cái gì hết trơn nữa là ném 4 tiền. Nhưng mà quả đấy màn hình đen kiểu gì nó cũng đá về mà. Ừ, đen là cái gì cũng nghe được. Nó có thể nó hiện lại mà nó... Thôi, mình không thích chơi gacha. Đúng, mình không thích gacha tí nào. Trời ơi. Ui, hơn quá. Nhém xíu nữa thành Tana. Nhém xíu nữa thành Tana rồi. Nhém xíu thành Tana rồi. Cái game này xỉu người khác. Ủa khoan. Cái thằng kia thằng nào tại sao nó lại bypass được cái administration vậy? Mình á, là mình á. Thằng hai của mình vô con hai con mẹ. Thằng Tana suy nghĩ ủa khoan này. Thằng Tana đâu. Thằng Tana kéo vô được mà. Cả đâu ngoài Thanh nó đi kìa Thanh ơi. Nó đi kìa Thanh ơi. Đấy. Rồi đấy. Rồi nó nhả nha mấy bạn. Rồi chắc xong. Rồi ngồi đợi đi. Ê. Rồi. Ngồi đợi. Sao? Ngồi đợi sao? Đi. Ngồi đợi thì ai là người ăn hai hồi nãy? Thanh không biết. Thanh. Không, hồi nãy ai là người ăn hai kìa. Ai là trong bên ngoài? Không, bây giờ để mày đã. Ai ngoài Hanzo ra, ai còn khoảng tầm dưới 1 phút nữa. It's me. Bi đúng không? Mi là hú. Tiếng còn nhiều giây? 30. Ok. Vậy. Thế tí đánh 2 nhá. Yep. Hanzo nhiêu giây?
Thanh vô còn Thanh vô không rồi nha. Thanh vô không rồi. Tôi ăn 2 mọi người. Thanh 3 không được, Thanh vô ăn 2 cho. Để cho anh đại diện. Không được thì nhớ nhắc tôi ăn, tại vì nãy giờ đâu có ăn đâu nên không có để đâu. Cái cục hè, cục đầu tiên là của Bi, cục thứ hai là của Anh Cho, cục thứ ba là của Tím. Dạ, rồi đó. Nhớ nhắc cục cuối. Tính hệ thành là crash tới cuối luôn cũng được. Rồi, chưa. Nhưng mà cả tụi Thunder và chỗ đó sùi lên đấy. Biết gì không, ngồi lâu quá rồi thôi, đứng cái cổng đợi nó mở luôn đi. Thanh, hát Thanh, ớt cái kìa. Anh ai mở luôn. Em vừa nói xong. Ủa, thế nói mà. Nói mà. Kêu, mày muốn tao mở không? À, tao mở nè. Nhìn nói. Cục 1 đúng không? Anh 2 kìa. Cục 2 của Thanto kìa. Đây đang tới. Ôi trời ơi, anh kêu the overlord cái gì á. Anh 3. Cục 3, cục 3 rồi. Cục 3 rồi. Anh cũng 3 tính. Rồi chạy. Rồi, why. Why what? Mở sẵn nó boost đi, mở sẵn nó boost đi. Thì chỉ cần đi gây lo lẹt nhưng bạn muốn qua đấy cờ. Qua xem đám, qua xem đám. Why for damage check? Con này phải là bot sao? Con này chưa là cút top này. Oh, let's go. Đúng rồi, anh vô chơi trò nguy hiểm. À, mấy bạn Warlock kiểm tra lại là đang xài nhánh trên nhưng mà nhánh dưới nha. Nhánh trên. Khác biệt giữa sự sống và cái chết. Ơi. Là thêm cái đó vào. Bây giờ sẽ bây giờ nãy chỗ này tôi chết nè, giờ tôi sẽ phóng sâu. Ao. Té bốn đi ông, chuẩn bị sẵn cái đó đi. Clip phải tìm. Đây, thấy giờ sẵn lên. Holy shit, why? Nhường trí. Nhường trí. Trời mẹ, đi flawless mà thể hiện kìa, trời ơi. Ghét thằng Thanh. Thanh bay, trời, thanh, bay thanh, một phát qua luôn. Thanh bước ngang qua này luôn á Thanh. Lúc nào cũng mang cái gần này mình bay thẳng qua luôn. Sợ chết. Trời ơi, mẹ đi trước thì dọn lính giùm cái. Ủa. Ui, trời còn đẩy nữa. Trời ơi, thằng này. À, hai em đi qua trước không ai bắn hộ hoa là tự mình phải bắn hoa, thú vị ta. Bình thường anh ấy lòng căng đét, căng đét. Ok, sẽ cầm những combo đêm hôm hoàng hoàng chết nhiều nhất. Nào. Lại khiển hoàng rồi, không được. Hoàng mà không hoàng có đây phá à? Tim thì đâu. Hoàng có đây à? Thôi xin lỗi hoàng nhé. Hoàng mà không phá tim. À hoàng có đây à? Ồ, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu. Ai cũng thương hoàng. Má đục đục cười giờ mất đi sự tự nhiên. Xong hết chưa? 3, 2, 1, go. Đây, dọn đường cho tính thấy. Trời trời nó khiên qua. Bập. Cho tính bắn luôn đấy. Sao cẩn thận nha. Quên mang anti bay rồi nha. Ôi trời ơi, anh rồi. Mình mong mà yên tâm. Quan trọng là mình bay tới mình cũng có rồi nha. Quá. Mẹ ai ăn mất mấy cái mạng của mình rồi. Mất là Nimrod rồi. Ê, nó nổ cẩn thận nha. Vô bà trước nha. Rồi đi. Say đó tự nhiên có con thằng chết. Còn 1-15 nha. Kịp mà, khổ quá. Gì anh rồi, đứng rên anh rồi. Qua bắn đạo quá. Nhưng bực mẹ rên, chứ mày đấu từ rên đâu không vậy? Rên hả nó? Mẹ ta lòng tí. Shit. Oh.
Ủa, nó vừa lép lép qua người mình đấy hả? Ờ, con tím dậy này. Rồi ba nói vậy. Đó. Nó không thể giết được mình đâu, nhưng mà mình nhìn rất là cáu. Không, cái vụ ta này em Rồi, rocket từ đống cháy. Ba viên ba con. Thấy không? Anh thấy cái giọng quái vậy nhé. Em sẽ quay khi này bây giờ cái thằng Hanzo, cái thằng Hanzo là cái thằng cần chăm hơn là Thanh đó MC. Nó thì không phải, không phải chăm cái cột, chăm cái cột. À, cái rồi cái là mẹ nhiều nhiều khi mà đi qua đây chơi. Y chang hồi nãy luôn á, nó ra 1-2. Quay gì mình đi nhá. Ý, nó ra con binh kia kìa. Đấy, đấy bây giờ mới qua nè. Còn từ ba đâu? Mày cho mày. À đây rồi. Yep. Không sao, chúng ta ổn. Chắc vậy. Ôi ôi, đỏ máu. Ê, ê, ê. Ê, bạn ơi. Dạ dạ. Còn nhớ. Rất là thanh luôn. Nó tới đó Thanh vừa nói gì? Mẹ cái thằng Hanzo là cái thằng mà còn chăm hơn là chăm Thanh. Được không? Khi nào Thanh cần Thanh sẽ gọi. Ok. Thanh không cần, Thanh vô đích Thanh đi. Thú vị. Quèo nữa chứ. Quèo bắn luôn cho chết. Đúng không? Ê, còn con đâu? Ba đập, ba phía. Kìa, nó kìa. Nó ra ba phía. Ba viên là chết rồi thì cầm cho nó phải đánh nhanh. Why not? Why not đi ra nó ngu. Trời ơi, hai người dọn cục ba lâu vậy. Ờ. Cái thời cái mod mà anti barrier sniper đã qua lâu rồi. Yeah. Thanh để hai đứa. Thanh để hai đứa bên cột 3 là để cho cột 3 nó dọn nhanh, nó còn dọn chậm hơn cả Thanh nữa. Rồi vậy thì còn cột 4 mà đúng không? Quê quá là Thanh vô, quê quá. Cậu khoan anh đi đủ giờ không? 23 thôi. Anh vô ơi, ông nhìn tôi ơi, ông thấy tôi tê le không anh vô? Bình thường. Bình thường nha. Bình thường nha. Bình thường. Bình thường nha. Trời ơi. Cái này tôi kiểm định luôn rồi, ông bình thường, thấy ông đi ngang qua bình thường. Ủa khoan đã, thằng Chí nó kêu Anthony cục 4 không qua phụ Thanh hả? Thật vậy? Thôi. Ủa thì nào Thanh nó Thanh cần kêu mà. Ủa Chí sợ Thanh sợ. Ủa kìa, nào nó cần kêu mà ở kìa. Ủa ở kìa. Thôi không sao. Em tin giỏi nè. Ở kìa. Thôi không sao, thôi không sao. Phải không? Ủa đấy. Ở kìa. Em MT vừa qua là Thanh, Thanh vừa dọn xong luôn rồi. Những kiểu, ờ, nhanh đó, ừ. Ủa, tí không nữa rồi à? Tôi chỉ MT không? Tôi nói gì? Đi đông, đâm không chị à? Ừ, tôi đi kìa. Rồi. À! Ừ. Ai la như này bị chụp tiết gì? Đấy, trời ơi, mẹ thằng Chí nó kêu Angelic cùng 4 ra cuối kìa. Xong mẹ, mặc dù là đang đi Flawless đó, nhưng mà bãi quyết định bãi không bãi phụ rồi không? Quyết định bãi phụ. Anh ngồi. Ủa, tí lúc nữa đây à? Ủa mẹ, Thanh ngồi Thanh tưởng tượng. Thanh tưởng tượng không phải là Thanh mà là Hanzo, mẹ với ba con Angelic rồi. Hai con teleport vào trụ một cái, còn chung một con Minotaur nữa. Nè. Mình đang rất là confused. Xấu tính nha mẹ. Áp lực lên. Ơ đạn tím. Đây, sơ tích canh. Úi dồi ôi. Cậu ơi bắn rồi, bắn rồi. Đồ mai đó. Hết rồi, hết rồi. Một bác cơ. Khổ dễ sợ. Mẹ. Thằng Thanh sẽ nhớ cái cú đó. Thanh vui vì mẹ rồi đó. Hết em cho mình coi rồi. Nghèo quá.
Mình có một bubble đây, hai bạn thích Thunder thì cứ Thunder đi. Rồi, chúc nhắn tiếp. Đau bụng quá, rồi lâu đau bụng quá. Cái khoảnh khắc mà Thanh kiểu mé thiệt luôn, mà cho gặp Thanh gì. Tính biết là Thanh tay cực kỳ to rồi nên tính không qua. Trời ơi, cái đó ông cái đó gọi là mọi người tin Thanh đó Thanh. Mọi người tin tưởng đấy. Nếu mà là Hato thì đã qua rồi. Ôi ôi, từ mình tính. Nói tay mình bé gì đâu. Mình không to bằng Thanh. Con nghe mùi sợ đây. Mình nghe mùi sợ từ Thanh vô. Mình kiểu cái này. Không sao, nếu mà là Tana mình cũng phải qua rồi. Câu 30 giây trước mình nghe nói khi nào Thanh cần Thanh kêu, 30 giây sau nói ủa không ai quay giúp Thanh hết hả? Ê lúc thằng Chí nó nói là ê mọi người kìa, mình sẽ nứt ra cục 4 cuối cùng kìa. Thằng Chí nó có rất rõ ràng đúng không? Mà rõ ràng luôn, thừa biết cục 4 là cục của Thanh. Điếu quá à. Nhưng mà em đi kiểu, đó là thằng Chí nói mà thấy Thanh thôi. Thằng Chí nói mà thấy thằng Thanh. Mình rất là thật thà, mình thật thà lắm. Kêu mới qua. Đây nè. Đi. Ok. Trời ơi, đi flawless mà đâu dám bậy, ai kêu sao làm vậy hả? Xin lỗi. Ok. Hơi bị nghe lời quá. Thật thà lắm. Mắc cái cổ nha, như mắc hai. Con ngoan chờ giỏi con. Rồi, đây, ok. Oh, this trời ơi, trời ơi, mình lấy chứ ai lấy mà không dám. Đâu có dám cãi. Như tội nghiệp rồi. Em tí nếu cần cháu giờ nè, không có chuyện cái gì. Chị đủ. Gần mấy con nó spawn ở đâu xa? Mình đâu? Ở đây thấy rồi. Ngoài. Tao tưởng đâu mày còn nó bay bắn mắt luôn á. Tao nghe cái vụ này hoài rồi, tao bây giờ nó bay bắn mắt rồi. Cảm ơn nha, đỡ phải bon. Hồi lúc tao không cầm nhưng tao được khác nó kiểm nghiệm giùm, nó bị bắn không ăn đam nè. Minato ơi, Minato à. Sắp tới cần ga nha. Đây này. Sắp tới cần ga nha. Thế rồi. Ôi trời. Anh ơi. Có ông nào vào cổ tình đúng không? Dạ, bắt hai. Trời, cầm mình. Đi. Bao nhiêu đây chị? 10 giây. Ok, đập luôn này. Chà, ngoài. Em chắc đập xuống. Anh vô đọc chí vậy? Trong thôi nha, không có đọc kiểu đó nha. Ông tập lộn. Tôi với Bi còn cần để chơi ôm nha. Ông tập lộn. Các bạn ơi. Chiêu. Xin lỗi. Anh hàng robot. Ông xin lỗi. Anh vô đọc trong ngoài. Chưa có đi là đau mà, cãi đi, chưa đi là ồ quá, đập trường thế lên thế, gọi điện đao tập đi. Rồi, Thanh đang bị vô tới. Boss lầm giặc nè. Thôi nhanh DPS luôn. Không, boss không còn lầm giặc nữa. Lầm giặc nào cơ? Không nãy thấy mình lầm giặc xong rồi nó quẹo trái luôn. Nhưng mà cách Thanh vô đập mắt kìa. À, trong ngoài. Vậy nha. Thấy nó mà bắn luôn cả trong luôn à. Nếu không cầm hàng vô còn phải bắn mắt một lần nữa. Rồi, không đừng lo. Đừng có lần, không hấu lần hai. Ô, eo trong hả? Cái cũng chỉ bắn nhanh dữ rồi sao? Trời ơi. Trời ơi, bình tĩnh. 50 mà. Sao, 2 phê, đừng chết. Ủa? Sacrifice. Gì? What? Ủa? Hai? Không, nhưng mà không phải cầu cũ. À. Ủa, nhưng mà cô kia mất rồi mà. Tiếp đi. Mắc một nó còn. Đây, đang tới. Ăn vô. Trời, anh vô tránh. Ủa, làm gì mà dân tịch nó cuốn lên vậy? Mình không biết. Ngoài. Ủa cái đụng. Trời ơi, nó sacrifice cục nào phải cục mình cần đâu. Mẹ cái vấn đề Thanh. Mẹ vừa nhém quanh phi con boss xong.
đã buồn lắm rồi, tự nhiên nó hiện chữ make sacrifice lên, mẹ teo teo liền tại chỗ luôn. Teo cái bò đấy. Người ta biết anh vô nè. Bao nhiêu giây chứ? 27 giây. Khá là lâu. Thế thì mới tới, mới tới nó mình đập nè. Holy shit. Em tới thấy gì không? No. Chị về chị. Chăm tạm ra ngoài đi. Mốt không đủ chị về chị lấy thêm mốt. Okay. Bên ngoài. Nhưng mà nãy mình thấy nó không có đỏ. Làm ơn. Còn bên ngoài. Cho nó chắc. Bên ngoài luôn mới chịu. Chắc lắm bên rồi. Bên ngoài bên trong. Đúng rồi. Chị ừ, okay. Bị không đập luôn. Thành đủ mốt chưa Thành? Rồi đó hết rồi đó. Lấy đi. Của chị á. Còn mắt ba thôi. Ngay còn còn một con nữa ngay chỗ Thanh luôn này chị. Lòng giặc thiệt hả trời. Đi lòng giặc kìa. Chết. Dướng. Dướng dướng rồi dướng rồi dướng rồi. Này bị chạy chứ đừng chạy về luôn đi. Nếu ví dụ chỉ với em bỏ vô không kịp thì anh lấy thêm 10 nữa. Kẹp. Rất là kẹp. Rất là kẹp. Ôi khoan hình như không kịp, không đủ thiệt á. Ngoài mấy kêu là ngoài. Ôi, bắn không? Thành đủ kìa. Thành chạy ra chạy. Đủ mới rồi. Chạy ra bắn mắt Thành, chạy ra bắn mắt Thành. Ok. Chạy ra bắn mắt. Ôi mẹ hồi nãy nó sắc cục nào nhưng mà nó vẫn tính vô cái cục mình á, mẹ game. Không, nó sắc cục mình đấy. Kiểu có con vách đứng ngay gần đấy. Không đúng lúc mà kiểu. Từ em lại coi. Ba người còn ai nhặt được. Vô còn 1 phút lận. Mình ăn đầu mình còn tận hai mấy giây lận không? Thành bắn mắt đi Thành. Né ra, né là Thanh độc, ừ. Thôi có chuyện nó dập cái chết luôn nha. Rồi, 10 nha anh. Mất đi nè Thanh. Cái rồi. Rồi, Thanh nhặt nha. Ủa con này nó, cái mốt này nó kẹt trong đây đều bắn được. Kệ đi anh. Hết giờ rồi. Con... Né ra Thanh nhặt đó. Về đi anh, kẹo hết được anh. Đi đâu? Ngoài. Đây. Nhặt thêm một mốt nữa. Nhanh anh ơi. Cứ chặn nó đi. Nó tới rồi. Đây, đến rồi. Đây nghe biết cơ. Chậm hơn. Đủ mod chưa? Chưa biết. Thêm một mod nữa, Chỉ đây là một mod nữa. Đủ. Trời ơi. Thế là thế lão. Hiện tại đi cho lại em đủ nãy. Nè. Nãy chết hai. Nãy lúc Hoàng Chỉ đi ra nó cầm theo 10, tức là nó nhặt vô 5, anh chỉ còn thêm 5 là đủ. Ừ. Thế à? Thằng đại. Ủa tao nãy bảo nhặt 10. Thú vị. Không. Nói cho đơn giản. Tạm. Bông. Kêu tao được crack. Đậu má phá. Bạn game điêu nhỉ? Nè, để thích tao tại sao mà nãy mà anh chỉ còn 3 năm là đủ nè. Ban đầu là do lúc mà xong UBS xong mình chỉ nhặt là 5 trước. Biết rồi, nhưng mà cái lúc ấy thì chỉ đập là bao nhiêu mình không biết, từ chỉ đập 5. À, quá. À không, chỉ đập 10. Thế, nhưng có bảo mẹ đâu nha. Thế mình cứ tưởng. Em chịu nhặt 10 là để an toàn á anh, chứ sợ lắm. Dạ, an toàn rồi. Còn nãy là chia hết bước rồi. Chỉ lừa mày rồi chứ. Trời ơi, an toàn mà anh lỡ anh nhặt 5 vô anh thiếu. Cái anh với em ti buồn. Em kêu 10 luôn. Chịu thì lại ra ngoài. Rồi luôn. Em bốn nhanh. Alo T4. Giỡn. Chuyện gì xảy ra. Giỡn kiểu đó có ngày đâu tin chết. Ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Có người cho Minasan. Team mình đủ đau rồi. Khoan MT. Mình đi trước cho, được chen okay. Nhau. Chuyện gì xảy ra gì mấy bạn? Bây giờ là cái ảnh kêu hàng đối với của Chí chắc luôn. Bây giờ ông host đúng không Bi? Ông host tiền này luôn. Mình Chí. Đây đi vô host chung lắm. Chờ gì vậy hả vô? Đây đưa host chung lắm. Tưởng nó té rồi, không. Tao ấn cách khục. Coi con mới nhìn qua màn hình thôi. Ủa sao đưa mình thì phải tìm biết rồi. Anh với MT đang cần thì anh với MT cầm host đi. Khổ lắm. Có gì? Một phát. Đứa nào gớt là cho mạng nó gớt theo luôn đó. Nhưng mà là em bất kỳ gặp bút là sao bút kỳ nè. Em biết thấm mất. Trời ơi, thằng Thanh lại leo thang máy lên tới nữa kìa. Thanh
Các bạn ơi, cứ đi đường cứ đi đường vòng đi, khổ quá. Mình cũng muốn lắm nhưng mà mình thương em TGB. Mẹ, thằng Thanh nó là thằng Thanh nó có cái độ tự tin của nó mà tụi mình còn mọi người không tin Thanh ta. Ủa, thì... mình có nói gì đâu, Mochi nói mà. Thú vị. Trời ơi, mình đi đường vòng mà. Nhìn tím mày lại tím. Tím muốn đi thang máy à? Ừ, ngựa đi nha. Căng đét. Ngựa là bây giờ lên đỉnh anh nhanh đi, nhanh đi, đứng yên đi, anh Vi đứng yên mở sẵn đi anh Vi, em ngồi canh chưa tiến thằng lên luôn rồi nè, mở sẵn đi, anh canh từng đứa chà, không để giờ canh từng đứa xong bút ra không canh đúng tính rồi, sao không sao không sao chị ơi, đừng ba cái thang máy đừng làm mình sợ ba đang bỏ ơi giỡn thôi bị đang bay Bi đang 3 chấm á, Bi đang 3 chấm á. Căng thẳng quá, căng thẳng quá. Ủa quá, đừng có đưa ra Bi sợ. Thì mày phải thương mình biết à. Biết rồi. Ủa quá cơ. Trời ơi. Game dễ hay không? Bây giờ á, giận không giận nói 1 tiếng. Ủa? Sao Thanh chạy tiếp lên kia mà quái đó spawn nhỉ? Hay là phải cả team? Nhanh quá. Cái người cuối cùng lên thì nó mới ra. Ủa có đâu, nhớ mấy lần mình lên một mình mẹ quái ra nó đập chết đít mình luôn. Ừ. Ủa để thằng Thanh vừa xài super hả? Thôi Thanh nè. Mình cầm SMG mình bắn nụ không được đâu Thanh. Này. Từ. Né qua cho Thanh đi trước. Luôn nè. Khổ quá. Khổ quá. Khổ quá. Chịp combo này chứ. Bây giờ đi trước đây mình bắn nụ cho. Ok. Giữ nụ cho em nhé. Đấy. Được rồi, đi được rồi, tới nơi. Mình bọn tay lớp là bọn máu đỏ nè. Ai đó? Vehicle. À, Cyclops là oh. Nó là vehicle. Ồ, một sáng kiến vĩ đại, đúng rồi mẹ, Cyclops không phải là quái mẹ. Nó là vehicle. Nó là vehicle là sao? Là nó... xe, tính nó là xe, mấy cái phương tiện á mẹ. Hèn chi, Wobble lại bật với nó trong khi nó máu đỏ. Thú vị vậy. Thì ra cái đó là lý do mẹ. Ồ. Ồ, vehicle mà không... chứ biết đứng yên. Mình tưởng mọi người biết rồi chứ. Né, bữa nay mình enlighten thiệt luôn. Ok bị, này thì là mới biết. Để anh giấu super nhá. Sao anh giấu được? Bởi vì ok. Bởi vì mấy bạn đi iPhone á, lúc đi iPhone nó có hiện chữ vehicle mà. Thú vị. Nó là một phát hiện là boss có áp dụng lên bọn sở boss. Boss pack chỉ là vô bộ. Đó, có stack. Ủa mà sao hình thấy ra... Hanzo sẽ có super chưa? Gần có nơi rồi. Gần có rồi, 90% rồi. Sao này tự nhiên mở vậy? Là... Hai đứng cho đẹp anh bắn xuống. Mình phải đi giải phóng cái sự lo âu của mình mới được. Mọi người chờ nha. Nếu như ha. Bật cái màn hình character lên, trời ơi. Rồi. Ok, Hanzo đang thích mức. Bi, nghe hậu lệnh của em nhá. Khi nào Hanzo nó kêu boot là boot được Hanzo ra ngoài. Nghe hậu lệnh của em. Vừa lắp. Tận dụng hết mọi thứ mình biết chứ qua lắp đi nhảy. Rồi, được rồi đó anh. À, rồi được đó anh, cái tự nhiên play of life là phải team. Đội hình vẫn như cũ nhá. Rồi mình sẽ nhớ lại bên nào là bên trái, bên nào là bên phải. Nè. Một bác cơ. Không má biết gì không? Tại hồi nãy Hanzo mẹ quay ngược lại nhìn coi mình sẽ nói cái trụ nào thì quay ngược lại bên trái bên phải nó đổi nha. Ủa sao thấy thằng sao thấy tính cứ đưa từ vậy. Tính đang đi nhảy sao biết tính đang nhảy vậy? Tính đang đi nhảy biết nữa buồn. Tính đang đi nhảy chắc là đệm mà cô do... ôi đừng 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 nó lao xuống vực bây giờ
Mẹ. Mẹ sao mấy bạn thích làm người khác đau tim quá vậy? Đâu, mình chỉ đi giả mạo thôi mẹ. Thôi xuống chụp cái cờ đi kìa mấy bạn. Cậu dễ sợ. Một lần thôi cái cờ này một lần thôi nha. Dạ. Chụp nhanh lên trước khi mình đau tim. Đây, hình như xong. Rồi. Chụp xong mày tự xuống, đủ 6 người xuống thì bắt đầu. Nè, còn đúng thanh chảnh. Thanh còn đang làm gì đó, bình tĩnh. Như lúc nãy nhớ. Khổ quá. Phải chặt xuống một trắng nha, hình như phải chặt xuống một trắng nha. À? Một trắng. Một trắng. Không hiểu. Không gì đâu hả? Anh vô đâm understand. Rồi, bắt đầu nè. Ok. Chơi. Mọi người đừng ai bị chấm than nha. Cái một số hai gần nhau á. Ủa? Cái in hand. À nhầm. Bỏ đi. Lấy in hand defender. Tóc cái linear actual nãy activate xong tự nhiên nó mất. Giờ đã activate lại. Rồi. Cộng tính đi cộng thanh. Anh 10 giây anh đứng yên mà. Sao quá, sao quá. Bên nào, bên nào. Ôi. Điên rồi, điên rồi, điên rồi, khổ quá. Trời ơi. Tôi lên. Nè, mình chậm quá. Ở đằng sau đỏ. Nhanh hơn rồi. Ra mình đi ra. Ra chỗ khác đi tìm. Quá nhỏ kìa, lo dòng quá nhỏ đi. Môi rồi, anh ơi. Kêu trời. Bị đi. Đợi. Mình ngồi mình kê tắm sniper luôn nhớ. Chưa đỏ. Bây giờ mình chưa tháo cái tập test này ra. Đừng có đáp nữa. Bỏ này luôn, này. Xài này. Thấy không? Cái lớp mắng. Đợt chết cả lũ. Dùng cái net qua đi. Mình phải siêu. Siêu xanh đánh xì. Rồi. Kéo. Chưa, còn mod. Đợt xíu. Chờ xíu. Yeah. Okay. Rồi, kéo. Rồi, kéo đi. Nhìn ra đá. Tín, để cộng đỏ luôn tín. Sẽ có hai bên nha. Ủa, là này lý do lúc mình bắn con này phát chết luôn được rồi. Lý do. Rồi, ra đỏ, ra bên đỏ kia đi. Xe đỏ. Mình né. Khoan, bỏ. Dí quái hết kìa. Đây, nó giật cho phát chết luôn này. Ôi. Ấy đừng nuôi dây. Kéo phải. Đi nhà bên. Đi luôn. Ừ. Ai đó kéo hộ. Rồi. Đi. Tech lock. Rồi goblin. Sư phải. Đây. Đừng ngửa tay nhá. Rồi xây phải. Xoay đi thanh né. Bây rồi, nhà nốt đi. Rồi, kéo. Năm. Tay. Kéo chưa? Kéo. Một phần. Ôi, Thành ơi, cái gì vậy Thành? Thành phá siêu. Thành làm gì Thành mấy quái mà Thành kêu. Rồi, đủ rồi. Rồi. Để coi Intellect trôi vào giết mấy con nhỏ chứ. Mấy thằng em. Rồi giết Intellect rồi đó. Rồi, nói. Anh luôn. Có 5k này, noi. Ui má, what the fuck mấy men. 4 món, 5k mới viên. 5k mấy men. Ờ, xây đâu không? Sao phải? Ủa, sao trái luôn. Sao trái. Ok.
Nhìn qua đây đi. Jolly. Cứ để nó chill đi. Rồi giết. Cẩn thận, lên link nó nổ đấy. Con này nó bay màu luôn rồi. Đến để gồng xanh. Không, có khi nó nổ. Overkill mới được, phải overkill bằng kiếp cũng có thể cắn. Nếu bấm bằng con thì... Để nó bay màu luôn. Overkill, phải là overkill. Cái gì cũng được, phải là overkill. Rồi, xây xanh nè. Xanh rồi. Nhà hết mốt nhanh tiến. Trời ơi nhầm, kéo xanh. Bây giờ đi đi luôn, đi luôn, đi luôn. Tôi làm cái gì vậy trời. Mỗi lần invade là tôi nhớ tới cái vụ spread đi nay. Ôi. Hiện tại tôi. Tôi mod lọt hốt shit. Từ từ. Không sao. Chưa rớt. Nó ở đây mà. Con nào đây chứ? Còn một con nữa, còn một con enemy nữa. Đập đi. Ông trái. Rồi, chân ra. Kéo chân. Chân ra. Chân rồi. Chân. Ủa? Ôi, thằng nào đẩy mình? Có thằng nào mới physics mình nha, đừng làm cho nó nữa nha. Thành á. Thú vị. Bên phải, chuẩn bị đi nè tiên. Ê, cẩn thận là xong. Thấy. Bắn hiểm yêu mà lại chết. Con này ảo mà. Ghiền vào lối đi. Sao lo tồn tại lâu nhỉ? Ủa? Được gần vài giây. Quá lạ, Xenoplay thanh bắn không ra con Mycel hả? Kéo phải. Nó không sao. Không phải hồi nãy mình nghe nó kéo luôn á, nhìn sợ gì. Nhìn kéo phải. Bây giờ nghe kéo mà, nghe kéo. Ai cũng nghe, có mình Trí không nghe. Thú vị. Ơi, chỉ hai lần chi thái hóa, lỗ tai rồi. Kia thích trình đi kiểm tra anh chỉ đi kiểm tra sức khỏe. Anh sẽ đi đâu đi kiểm tra. Ôi một đống siêu mày ngu. Ôi lộ đống siêu kìa. Rồi cho tay ra. Rồi. Đó sẽ là miếng đất mất cuối cùng nhá. Cẩn thận nhá. Sang lớp nhá. Ổn hết trên cái chủ sang lớp nó không đóng đạn. Ai đó bắn mà con thấy lớp một viên không chết thì su ghê. Đó. Không gì phải gấp cả. Mấy con quái đâu? Hết sạch rồi. Hết sạch. Mày nói con. Ừ. Quái kìa. Không nên bắn rồi đi bắn chết nữa nha. Nó chết, nó chết tới nơi rồi. 32 rồi. Thôi. Bình tĩnh nào. Còn mình cũng thêm mốt. Thêm mốt mình lấy cái quen rồi. Còn một bước cuối cùng. Thành ơi, cái chủ kia nó còn bay lên tới Thành. Thành ơi. Ơi, Thành ngựa kìa. Còn một bước cuối cùng. Anh ơi, không cần phải dọa thế đâu. Thật đấy. Thôi dậm để cái chủ là dạ, chỉ còn vậy đích thôi đấy nha. Nó là hình đó, nó là hình của Darknet đó. Thế là hồi xưa mình đi ngang qua, mình cũng đi qua mấy đó luôn á, thú vị nha. Trời má, cái này có thể cấm đầu ai đó nhớ không? Có chứ. Có đấy. Nhưng mà đây là mình đã bắp bồ sơ cắm được vào đầu mình. Ê, tán nó làm đội bay tường được đấy nha. Ê, được. Ê, tán làm đội đập mặt vết tường được đó. Bắt cơ. Rồi, orbit đi. Đây rồi. Ê, để mình chụp hình cho nó thế này.
ơi.